đúng và khách nói tiếng hay. Hi, xin chào cả nhà nha, em lại là May đây. Thì hôm nay em sẽ lên một số cần cho cả nhà ha. Những cái mẫu cần giá rẻ đến mắt này. Đó. Thì cả nhà thích cái cây nào thì có thể inbox cho em nha. Liên hệ số điện thoại Zalo đều được cả nhà ha. Và một số phụ kiện đi kèm như là dây cước này, dây dù này. Đó. Cá nha. Một câu. Rồi, em sẽ lên mã đầu tiên cho cả nhà là mã số 1 là một cây cần lua. Thì cây này thì bên em sẽ về hàng mới, 100% luôn cả nhà. Còn nguyên bao như thế này ha. Em mở ra cho cả nhà mình nhìn rõ hơn. Đây, cây này thì mình có thể câu trải nghiệm, câu cảm giác thôi. Cây này chiều dài của nó sẽ là 1m7. Đó. Cứng tương đương là cứng ML cả nhà. Cứng ML này, cả nhà thấy không? Đó, 1m7 nha, cứng ML. Cây này thì nó sẽ có 4 khoen như thế này. Khoen Fuji cả nhà ha. Rồi cây này em bán giá rẻ thôi, 250k, miễn phí ship toàn quốc cho cả nhà luôn. Đây. Cán của nó sẽ là cán mút, cây cần lua máy đứng nha. 250k, miễn phí ship toàn quốc này cả nhà. Ai mới tập câu này, đó muốn câu trải nghiệm một chút liền em này cho em ha. Giá khá là ưu đãi rồi. Một cây cần mới như thế này là bên em chỉ có giá là 250k thôi, mà được miễn phí ship toàn quốc này cả nhà ha. Rồi chốt cho em mã số 1. Mã số 1 nha, một cây cần lua này. Giá là 250k nha. Đó. Rồi tiếp theo em cũng lên một cây cần lua luôn. Cây này thì hàng mới về lại đây cả nhà ơi. Hôm bữa bán hết sạch rồi. Thì hôm nay thì bên nhà em mới về lại cây này. Cây này thì bên em sẽ có chiều dài là 2m04 này, 2m49 nha, 2m88, 3m. Đó, sẽ có rất là nhiều chiều dài cho cả nhà lựa chọn luôn ha. Và độ cứng khác nhau. Thì đây em lên một ví dụ cho cả nhà là cây này hàng mới về lại là cây này chiều dài là 3m nha. Đó, của nhà Majo Grab. Đây hàng mới nguyên bao nguyên bọc tem đầy đủ cho cả nhà ha. Đây một cây cần khá là mới. Cây cần mới luôn chứ. Không phải là khá là mới nữa cả nhà. Cây này chiều dài sẽ là 3m. Cứng lờ cho em, cứng lờ nha. Đây nó có ghi rõ ràng cho cả nhà này. Majo Grab nha. Thì đây là một cây cần của Việt Nam xuất Nhật ha. Khoen của nó này, khoen Fuji nha. Có một màu xanh khá là đẹp. Xanh dương đó cả nhà. Màu rất là đẹp nha. Đây, lua của nó sẽ là 40 tương đương với lại 20g cả nhà. Đây là 1.0 đến là 2.5 PE nha. Đó. Cái điện thoại hôm nay nó bị tối. Trọng lượng của em nó sẽ là 220g, ngọn là 2.2 ly nha. Thì cây này em để giá là 1,5 triệu, giá trên thị trường hiện tại là 1,7 triệu cả nhà. Em để giá rẻ là 1,5 triệu thôi ha. Đó, chốt cho em mã số 2 nha. Mã số 2, một cây cần của Majo Grab này. Thì bên em có rất là nhiều chiều dài khác nhau. Thì này cả nhà nếu mà có thắc mắc này, cần em tư vấn về cái chiều dài khác á, thì cả nhà cứ inbox cho em nha. Liên hệ số Zalo điện thoại đều được cả nhà nha. Rồi chốt cho em mã số 2, giá là 1,5 triệu. Đó, một cây cần lua 2 khúc nha. Để em bỏ mấy cái này qua một bên cho cả nhà dễ thấy hơn. Rồi tiếp theo lên mã số 3. Cây này là một cây cần ISO. Chiều dài sẽ là 5m4 này, cứng 3. Đó. Cái này thì bên em bán cũng khá là nhiều rồi ha. Đây. Cây này hàng nội địa Nhật cho em luôn. Khoen nhỏ nha, khoen Fuji này. Đó. Em lấy ra cho cả nhà nhìn rõ hơn. Lóng này, lóng không có bị trầy xước nha. Lóng vẫn còn rất là đẹp á. Không có bị trầy xước nhiều. Rồi cây này trọng lượng sẽ là 300g, ngọn là 1.6 ly nha. Em để giá rẻ thôi, 600k cả nhà. Cây này 600k ha, chốt cho em mã số 3. Một cây cần ISO 5m4 cứng 3. Giá là 600k nha. Có thể comment nơi cái video này cho em cũng được, hoặc là
inbox Zalo, số điện thoại đều được cả nhà nha. Đó, cả nhà nhớ đăng ký kênh theo dõi để tiện theo dõi những cái video em lên hàng ngày cho cả nhà xem ha. Rồi tiếp theo là một cây cần, cây này cây cần lục với cả nhà nha. Bay Osaka này, đó, Vicin Faker. Cây này trọng lượng sẽ là 400g, ngọn là 2.2 ly nha. Chiều dài sẽ là 4m2, cứng 25. Cây này thì mình cô trải nghiệm cảm giác thôi. Đây khoen này, khoen Fuji xứ xám nha cả nhà. Đây em để mấy cái lóng ra cho cả nhà nhìn rõ hơn ha. Đó, lóng còn đẹp nha, không có bị trầy xước gì, không có bị hao hụt. Đó, khoen còn rất là đẹp. Rồi cái này em để giá là 700k ha. Mã số 4 cho em này, 700k. Mã số 4 cả nhà. Miễn phí ship toàn quốc nha. Rồi lên tiếp mã số 5 luôn. Cây này cũng là một cây cần lục của Row Grip. Đó. Cây này chiều dài cũng là 4m2 nha. Cắt to này. Đó. Thì cái chữ này nó có bị phai một xíu rồi. Chiều dài sẽ là 4m2, cứng là cứng 25. Khoen Fuji xứ xám nha. Cây này trọng lượng sẽ là 380g cả nhà, ngọn là 2.3 ly ha. Cây này em để giá rẻ thôi, 750k này, một cây cần lục. Đó, cả nhà cô trải nghiệm cảm giác thôi. Cây này chốt cho em mã số 5, giá là 750k ha. Mã số 5, 750k. Miễn phí ship toàn quốc luôn. Khi cả nhà mua đơn trên 500.000 thì em sẽ được miễn phí ship toàn quốc cho cả nhà nha. Còn dưới 500 á, thì một số cần thì em sẽ miễn phí ship, còn một số cần thì em không có miễn phí ship được cả nhà ơi. Thì cả nhà thông cảm cho em ha, hoặc là cả nhà mua đơn từ 2 cây trở lên thì em sẽ miễn phí ship toàn quốc này. Rồi tiếp theo em lên cho cả nhà một cây cần, cây này cũng là một cây cần lục nha. Chiều dài sẽ là 4m, tương đương cứng 25 này. Đó. Cây này của hàng nội địa Nhật nha, của nội ST cả nhà. Đó, của nội FT nha. Powerlux. Cái này trọng lượng sẽ là 400g, ngọn là 2.3 ly nha. Mưa rồi á. Cái này khoen Fuji Sheet nha. Khoen Fuji Sheet cả nhà. Đó. Phôi sắn. Không, cái này phôi thường. Xuyên. Cái này phôi sắn hai da cả nhà ơi, này nó sắn mà nổi chìm ở phía trong á. Đó. Rồi cây này em sẽ để giá bao nhiêu đây? Rồi cây này giá là 2 triệu cả nhà ha, giá 2 triệu cho cả nhà này, một cây cần của NFT, giá 2 triệu. Chốt cho em mã số 6 nha, mã số 6 cả nhà. Đó. Rồi em lên tiếp mã số 7 luôn, cũng là một cây cần lục. Cây này chiều dài sẽ là 4m05 nha, cứng là FX này. Đó, thì mấy cây này thì mình câu cảm giác trải nghiệm thôi đó nha ha. Của Aeroscat, của Shimano với nhà nha. Cây này của nhà Shimano, cứng là FX, mình câu trải nghiệm thôi ha. Cây này khoen Fuji xứ xám cho em, khoen Bắc Hạ này, không có bị thay thế cần, không có bị hao hụt. Đó, thì cây này cũng còn lóng rất là đẹp nè, không có bị trầy hay là gì cả nhà nha. Lóng còn khá là đẹp ha. Một cây cần của Shimano, cây này em để giá là 1.4 triệu cả nhà nha. 1.4 triệu cây cần của NST nha. Trọng lượng sẽ là 380g, ngọn là 2 ly. Đó, chốt cho em mã số 7. Một cây cần lục của nhà Shimano, mã số 7 nha. Cái mã nó bị rớt ra hồi.
Rồi tiếp theo em lên một cây cần hai chi. Cây này mình có bè này, đôi mực rồi cả nhà ha. Đó, cây này máy ngang á cả nhà. Đây, thì hiện tại nó bị mất cái có cái hạ nhưng mà nó ghi tiếng Trung. Cây này chiều dài sẽ là 1m8, 1m8 cả nhà nha. Cứng thì tương đương cứng 15 á cả nhà ơi, cứng 15 nha. Đây, khoen Fuji này, khoen Fuji này, cả nhà thấy không? Của Daiwa, cây cần này là của Daiwa nha. Đây cả nhà, trọng lượng sẽ là 170g, ngọn là 1 ly. Đó, em để giá là 600k miễn phí ship toàn quốc ha. 600k miễn phí ship toàn quốc, một cây cần hai chi cô bè cả nhà. Ngọn. Đó. Khoen bắt hãng nha. Chốt cho em mã số 8, một cây cần hai chi cô bè. Rồi tiếp theo em lên một cây cần cây này, cây cần ISO khoen nhỏ nha. Đó, của Shimano này cả nhà, hãng Shimano. Cây này trọng lượng là 200g, ngọn là 1.2 ly nha, giá là 1 triệu. Chiều dài của nó sẽ là 4m5, dung lên cho em là 5m3 này. Đó, cứng 2 nha, tương đương là 4H. Đây, cái này mình dung lên cho em được nha. Đó, khoen bắt hãng Fuji này. Em bắt hạng Fuji nha cả nhà ơi. Nóng còn đẹp nha, không có bị trầy xước gì nhiều. Rồi, một cây xô khoen nhỏ. Cả nhà chốt cho em mã số 9 cả nhà, mã số 9, giá là 1 triệu nha, miễn phí ship toàn quốc này, của nhà Shimano. Đó, có gì thắc mắc cần em tư vấn rõ hơn cứ liên hệ số điện thoại Zalo cho em nha cả nhà ha. Thì bên em sẽ có rồi đầy đủ các loại cần này, cần lua, cần ba khúc, cần hai chi, một khúc hay là tít thì bên em đầy đủ hết nha. Cần em tư vấn cái gì thì cũng có hết trơn á, cứ liên hệ Zalo số điện thoại cho em là được, hoặc là mét cũng được cả nhà. Facebook của em là Minh Nhi Fai Sinh cả nhà nha. Rồi tiếp theo em lên mã số 10 luôn này. Đây là một cây cần ISO. Cái này chiều dài cho em là 5m3, cứng 2 nha. Đó, carbon này. Cây này của nhà Daiwa nha cả nhà, của Daiwa nha, chữ hơi nhỏ một xíu. Rồi cây này trọng lượng cho em là 230g, ngọn là 1.3 ly. Nó còn nguyên bao chục như thế này cho cả nhà luôn ha. Phôi xoắn hai da rất là đẹp luôn. Đây, đây qua khoen này, khoen nhỏ, khoen Fuji xít nha. Đó, phôi xoắn này rất là đẹp nha nè, phôi xoắn hai da nè. Đó, xoắn thấy lóng luôn, hai lóng rất là đẹp. Đây cây qua. Rồi cái này chốt cho em mã số 10, giá là 1 triệu 2 cả nhà nha, miễn phí ship toàn quốc. Giá là 1 triệu 2, được miễn phí ship toàn quốc này, một cây cần của đây qua ha, ISO. Rồi em lên tiếp mã số 11 luôn. Cây này cũng là một cây cần ISO khoen nhỏ. Chiều dài sẽ là 5m4, cứng là cứng 2 nha. Carbon, 2 Watery Carbon này. Cây này của Osaka Fishing Ticker. Đó, chiều dài Ace. Cây này là 5m4, cứng 2 tương đương là 4H. Trọng lượng sẽ là 250g, ngọn là 1.4 ly này. Đây, khoen nhỏ nha, khoen Fuji. Cây cần carbon nha. Cây này mã số 11, em để giá rẻ thôi, 600k cho em cả nhà. Chốt trên video này 600k cho em, miễn phí ship toàn quốc nha.
cái này. Ủa, nó bị mất cái nó bị đứt cái góc rồi á cả nhà. Rồi cuối cùng em lên mãi cuối cùng là một cái cắn vợt này cả nhà. Ai đang cần cắn vợt không thì nhà em còn một số các cắn vợt này, chỉ để giá rẻ thôi. Hai da này cả nhà, cái cắn vợt này hai da luôn á. Đó, chiều dài sẽ là 5m4, hàng của Korea xuất Nhật nha, của Ryobi này. Đó, của nhà Ryobi 5m4. Đó, phôi sống hai da như thế này luôn, khá là đẹp ha. Cái này thì bên nhà em còn thân duy nhất thôi, em để giá rẻ luôn ha. Cây này giá 500k cho em cả nhà, 500k chốt cho em trên line miễn phí ship toàn quốc này. Một cây cần cắn vợt của Ryobi. Đó, thì cái này thì hàng cũ, cây này hơi cũ rồi cả nhà nhé. Rồi em đã lên cho cả nhà 12 cái mã cần rồi, cả nhà còn thắc mắc về cái vấn đề gì á thì cứ liên hệ cho em ha. Và bên cạnh đó em có một số cái dây cước này, dây cước nha, dây dù cho cả nhà và phụ kiện như là cá này, mồi câu ha. Con này giá là 100k, còn những cái dây dù này là 50k cả nhà. Cái dây cước này là 70k nha, của nhà đây em coi, của đây qua đó, của đây qua nha. Đó, thì dây dù thì bên em còn đó, còn 50m, chiều dài sẽ là 50m nha. Đây có loại dây dù này nữa, hai Watani của cây này của Japan. Đó, em có một số loại dây cước dây dù như vậy thì mấy cái này đồng giá cho em là 100k này. Cả nhà có thắc mắc gì thì cứ liên hệ cho em nha, nó có sẽ có rất là nhiều chiều dài khác nhau á. Rồi, em sẽ kết thúc cái video này. Chúc cả nhà có một ngày mới thật là tốt lành ha. Một buổi trưa nghỉ ngơi này, mình xem còn thích mẫu nào thì cứ liên hệ cho em, chốt cho em trên video này cũng được, hoặc là Zalo số điện thoại đều được nha. Chúc cả nhà đi câu được nhiều cá này. Hẹn gặp cả nhà vào những cái video lần sau ha. Tạm biệt cả nhà.